chị bạn cái tôi cho chung một con gái tài gái sắc. Ổn ổn rồi, ổn ổn đi đâu mà nè, còn đâu đẹp dữ lắm, chờ anh đi nhé. Tôi đã nói với anh á, anh đừng có theo tôi nữa mà thôi, cứ theo tôi mà đi đi. Trời ơi ổn rồi, ở trong cái làng này đâu có thằng nào mà xứng với em đâu, chỉ có mình anh giờ không theo em, theo ai giờ? Phải không đó? Có thiệt á, nghe anh nói cho nghe nè. Nhưng trời làng anh không tự hào quá. Rồi đó anh à.
Còn em yêu anh nhất trần đời.